Cần Thơ, thủ phủ của miền Tây sông nước, nơi hội tụ những giá trị văn hóa độc đáo và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Với vị trí chiến lược, Cần Thơ không chỉ là trung tâm thương mại mà còn là nơi lý tưởng để xây dựng tổ ấm của bạn. Viettel Construction Cần Thơ tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong việc nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng của thành phố. Những công trình mà chúng tôi thực hiện không chỉ mang kiến trúc hiện đại mà còn giàu bản sắc địa phương, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu nhà ở của người dân. Với đội ngũ kỹ sư và kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, tận tâm, thấu hiểu nhu cầu và phong cách sống của người dân Cần Thơ, chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp thiết kế tối ưu, kết hợp hoàn hảo giữa sự thẩm mỹ tinh tế và sự tiện nghi, để mỗi không gian sống đều phản ánh cá tính và ước mơ của bạn. Mỗi công trình của Viettel Construction đều thực hiện với tiêu chuẩn cao nhất, đảm bảo giá cả minh bạch, rõ ràng và tiến độ thi công luôn được tuân thủ nghiêm ngặt. Với cam kết này, chúng tôi mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng từ lúc ký kết hợp đồng đến khi nhận bàn giao công trình hoàn thiện. Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi sử dụng hệ thống camera giám sát thi công 24/7 và đội ngũ kỹ sư đồng hành xuyên suốt dự án. Đặc biệt, công trình của bạn sẽ được bảo hành 12 tháng sau khi hoàn thiện. Thì thứ nhất là về chi phí, chị thấy bên công ty mình báo giá cũng là hợp lý. Thứ hai là về việc theo về cái thương hiệu này cũng rất là lớn, rất là lâu rồi chị có uy tín, mà là ông chị quyết định chọn bên mình. Trong quá trình tư vấn, chỗ ta tư vấn cũng rất là nhiệt tình. Những cái mong muốn, những cái yêu cầu hoặc là những cái gì anh chị tưởng tượng ra nói với Lâm, thì Lâm cũng nhanh chóng đưa vào cái thiết kế để hoàn thiện cái bản vẽ cho anh chị. Rồi chỗ tâm hỗ trợ cũng rất là tốt trong quá trình mình khám xét. Tại vì ban đầu khi mà chị làm việc trước khi cái nhà hoàn thành thì chị cũng tưởng tượng luôn, nhưng mà cái bạn cũng hoàn thiện dồn sơn rồi lót gạch này nọ, chị thấy quá tuyệt vời. Tại Viettel Construction Cần Thơ, sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tận tâm, minh bạch và đáng tin cậy. Với mỗi dự án, chúng tôi đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng vật liệu và sự hoàn thiện tỉ mỉ nhất. Cô thấy là nếu mà cái câu mà các bạn nói là làm xe giả có tâm là cô đồng ý câu đó, thì cô hài lòng. Cô hài lòng nhất là cái sự quan tâm. Quan tâm tại vì cái đó là mình yên tâm nhất. Nói chung mình có nhà mới là mình cũng trông cho mình giống như mình được về lại cái đúng cái chỗ ở của mình đó. Ví dụ như mình có bạn bè hay người thân rồi, nếu mà người ta có muốn xây dựng mình có thể mình nhờ bên công ty mình giới thiệu cho người ta để người ta có những cái công trình tốt như mình thì sẽ tốt hơn. Viettel Construction Cần Thơ cung cấp dịch vụ toàn diện từ thiết kế xây dựng đến thi công nội thất, mang lại cho bạn không gian sống hoàn hảo. Hãy để Viettel Construction đồng hành cùng bạn trong hành trình xây dựng tổ ấm. Viettel Construction Cần Thơ, nơi kiến tạo ngôi nhà trong mơ của bạn.